Đầu gỗ Thành Vân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 26 tháng 1 năm 2016, tức là ngày 17 tháng 12 năm 2015 âm lịch. Đầu gỗ Thành Vân xin giới thiệu quý vị chiếc tủ áo hai buồng gỗ vụ đã được hoàn thiện đánh với ly trần, giao cho khách hàng tại Hải Phòng. Hôm nay vào trời cuối năm, trời mưa gió rét, nhưng đồ gỗ Thành Vân vẫn hoàn thành chiếc tủ áo gỗ vụ được đánh với ly trần, hoàn toàn đánh với ly trần hết, đủ hai buồng gỗ dày chất lượng cao. Chiếc tủ áo hai buồng này được làm bằng chất liệu gỗ vụ rất là kỹ, trong ngoài dày như nhau, khung cánh dày 4 phân, cột dày 7 phân, đục mấu kiểu Pháp, đục mấu kiểu hoa na tây rất đẹp theo lối Pháp cổ, và bản này đúc đồng rất là chắc, tay cắm cũng bằng đồng luôn. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại ghi trên màn hình đây. Đầu gỗ Thành Vân có hai cơ sở. Cơ sở 1 ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 đường Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Chiếc tủ áo này là gỗ rất là dày. Thì luôn cái tủ án được đánh vân ly hoàn toàn, còn nguyên vân gỗ đây quý vị có thể xem đây, đánh vân ly màu cánh dán rất là đẹp, còn nguyên vân gỗ. Cái tủ này có kích cỡ là dài 1m3, sâu 60 và cao 2m2. Đầu gỗ Thành Vân còn rất nhiều sản phẩm đặc biệt và đẹp chất lượng cao. Quý khách có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số điện thoại ghi trên màn hình và gọi theo số điện thoại để đặt hàng.